mới đây một lãnh đạo tại mỹ đã có công văn yêu cầu tiến hành điều tra lại nguyên nhân phi nhung qua đời bởi dù gì cô cũng là một công dân của nước mỹ theo đó nhà lãnh đạo này đã có chỉ thị cho các cơ quan tình báo xem xét thông tin mật về cái chết của ca sĩ phi nhung tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân bí ẩn phía sau xem có điều gì mờ ám hay không vào ngày hôm nay nhà lãnh đạo mỹ cho biết cơ quan tình báo vừa công bố hai kịch bản có thể xảy ra liên quan đến cái chết của phi nhung nhưng vẫn chưa thể đưa ra đáp án chính xác về sự việc này. Theo đó, tang lễ của Phi Nhung vừa được cử hành xong, con gái Wendy lập tức đến Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu điều tra xem xét lại về cái chết bất thường của Phi Nhung. Ngoài ra, cô nhấn mạnh, việc này có thể liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, mong có thể tìm lại danh dự cho cố ca sĩ Phi Nhung. Theo đó, cũng có nhiều luồng thông tin cho rằng, có thể cái chết của Phi Nhung có sự sắp đặt của một thế lực nào đó phía sau, chứ mất vì Covid-19 rất khó xảy ra, bởi trước đó cô đã có kết quả xét nghiệm âm tính với loại virus này. Cùng với đó, hàng loạt cộng đồng mạng và bình luận ủng hộ hành động này của con gái Phi Nhung, bởi không thể để một người đạo khuất phải gánh chịu tiếng xấu từ những lời bị đặt của bà Phương Hằng. Trước đó, ca sĩ Phi Nhung qua đời vào lúc 12h15 trưa ngày 28 tháng 9, sau hơn một tháng chữa trị Covid-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Con gái ruột của chị là Wendy Phạm vì ở Mỹ, nên nghệ sĩ Việt Hương đại diện cho gia đình lo hậu sự cho đồng nghiệp. Theo đại diện bệnh viện cho biết, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy emo, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất.